Các bạn thân mến, Thái Lan và Hoa Kỳ được biết đến như là hai đồng minh thân cận của nhau từ trong quá khứ cho đến thời điểm hiện tại. Nhưng mà nếu ai đã và đang theo dõi sát sao tình hình chính trường trên thế giới, bạn sẽ nhận thấy được bộ mặt thật của người Thái rất xứng đáng với danh xưng kẻ hai mặt không biết xấu hổ là gì. Uầy! Tại sao mình lại nói như thế? Các bạn có còn nhớ không? Là vào năm 1950, chính phủ Thái Lan đã từng cử 3.650 binh sĩ cùng Mỹ đấu kiếm tại chiến trường Triều Tiên. Đổi lại thì họ nhận được từ Hoa Kỳ 10 triệu đô la tiền viện trợ quốc tế và 25 triệu đô la vay nóng từ Ngân hàng Thế giới. Với sự nhiệt tình đó, Thái Lan chính thức trở thành thằng đệ ruột thừa của Hoa Kỳ và tiếp tục được ông lớn trọng dụng hết sức mạnh tay. Để rồi đến năm 1954, Thái Lan đã nắm tay Mỹ, đặt bút ký vào Tổ chức Hiệp ước Đông Nam Á. Nó chính thức khẳng định cả hai đã trở thành đồng minh thân thiết của nhau, đúng kiểu chẳng thể tách rời. Mục tiêu lớn nhất của họ chính là chống lại chế độ cộng sản đang lớn mạnh hết hồn ở khu vực Đông Nam Á và cả châu Á. Tuy nhiên thì phía sau hậu trường đấy thì Thái Lan lại làm những chuyện không thể nào chấp nhận được luôn đấy. Chẳng hạn như là Thủ tướng Thái Lan đã âm thầm gửi hai người con của cố vấn thân cận sang Trung Quốc học tập, chứ thực ra thì ngấm ngầm trao gửi con tin nhằm tạo niềm tin với phía tàu khựa. Ấy thế mà, khi Mỹ hô là bắn một phát là gần 40.000 binh lính Thái Lan vác súng phi thẳng đến Việt Nam ngay và luôn. Đổi lại họ nhận được 1,1 tỷ đô la viện trợ kinh tế quân sự từ Hoa Kỳ để làm giàu cho chính mình. Sang đến thời kỳ hiện đại thì Thái Lan tiếp tục lối sống hai mặt như là thiên phú trời sinh. Họ trở mặt còn nhanh hơn cả lật bánh tráng khi mà một mặt nhận lấy sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, mặt khác lại tranh thủ sự ủng hộ của Trung Quốc và đặt mua nhiều lô hàng vũ khí hạng nặng với mức giá rẻ như cho từ Bắc Kinh. Đến nỗi mà người Thái luôn mở cửa welcome người Hoa đến làm ăn, sinh sống và định cư luôn ở nước mình, khiến cho số lượng dân ba tàu tại đây lúc nào cũng nhiều nhất nhì Đông Nam Á. À, mà chưa hết đâu nha, họ thậm chí còn hoan hô hai tay hai chân khi mà Bắc Kinh mạnh tay đầu tư nhiều dự án siêu to khổng lồ vào quốc gia của mình. Họ tích cực mở rộng mối quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại với Trung Quốc mà chẳng cần phải kiêng dè mặt mũi của người anh em đồng minh luôn. Rồi chuyện gì đến cũng đến, bước sang năm 2010, Trung Quốc đã vượt mặt cả Hoa Kỳ để trở thành đối tác thương mại hàng đầu Thái Lan. Các bạn biết không, cuộc tình tay ba này vẫn chưa có hồi kết khi Bắc Kinh thì liên tục có những động thái lấy lòng Thái Lan. Còn Hoa Kỳ thì cũng đối xử với người Thái hết sức mềm mỏng và không dám mạnh tay với người tình không chung thủy. Bởi vì việc xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với nước Thái sẽ giúp cho Bắc Kinh có thêm đồng minh ủng hộ mình tại Đông Nam Á. Còn Washington sẽ đảm bảo được an toàn cao cho hệ thống không quân đang được đặt tại Thái Lan. Vậy có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao người Thái lại lựa chọn trở thành đồng minh hai mặt của Hoa Kỳ hay không? Tại sao họ không ngả hẳn về phía Mỹ mà lại đi chạy hết đầu này tới đầu khác để chi cho mệt mỏi vậy? Vâng, cái gì cũng có lý do của nó và đối với trường hợp của Thái Lan cũng thế. Dưới đây là các lý do vì sao Thái Lan lại lựa chọn con đường chả ai muốn đi như thế. Nhưng mà trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của mình nhé. Thái Lan theo đuổi chính sách ngoại giao cây tre. Có một sự thật mà chúng ta cần phải công nhận là so với các dân tộc khác trên thế giới, người Thái có phần khôn ngoan hơn trong vấn đề ngoại giao. Các bạn có biết tại sao không? Đó là bởi vì theo đuổi chính sách ngoại giao cây tre, gió bề nào theo bề nấy đấy ạ. Nếu như mà lật dở lại lịch sử ngoại giao của nước Thái thì các bạn sẽ thấy là những gì mà mình vừa nói là chuẩn, không cần phải chỉnh luôn. Cụ tỉ như trong Thế chiến 2, họ từng mạnh mồm tuyên bố rằng sẽ bắt tay với người Anh để đánh cho phe phát xít phải quay xe. Nhưng rồi thì sao? Khi quân Nhật tấn công phe đồng minh, họ mới chính là người quay xe khi mà ngang nhiên ngả hẳn về phía bố Nhật. Người Thái lúc bấy giờ chả biết xấu hổ là gì khi mà dám đứng ra tuyên chiến với cả Anh và Mỹ luôn. Để rồi đến năm 1944, khi mà quân đồng minh chuẩn bị knock out bọn phát xít, chính phủ Thái Lan lại lấy công thần của mình ra làm tấm bia đỡ đạn. Họ tuyên bố là phế truất thủ tướng của mình rồi mang ra xét xử các kiểu để xoa dịu Mỹ, Anh và các nước đồng minh khác. Nhưng mà điều buồn cười nhất là cuối cùng thủ tướng Thái Lan lại được trắng án bởi vì nhận được sự ủng hộ hai tay hai chân của dân chúng lẫn quân dân Thái Lan. Quả là cạn lời luôn, đúng không nào các bạn này? Cơ mà phải công nhận rằng là người Thái có nhiều pha xử lý đi vào lòng đất thật đấy. Nhờ mấy bạn luôn lách khéo léo như thế mà Thái Lan vẫn chiếm được lòng tin vô đối của Washington. Nhất là khi vào năm 1947, chính phủ mới của người Thái tiếp tục lấy lòng phương Tây bằng cách từ bỏ phong cách lãnh đạo kiểu phát xít độc tài và hướng đến việc xây dựng nền dân chủ cho quốc gia mình. Bên ngoài thì người đứng đầu nước Thái lúc bấy giờ da rẻ, cho ân xá tù nhân chính trị các kiểu, rồi lên cả kế hoạch bầu cử tự do trên toàn quốc để ai ai cũng thể hiện được quyền dân chủ của mình. Ấy thế mà sau lưng người ta, chính phủ Thái lại mạnh tay thanh trừng những kẻ chống đối mình một cách không hề thương xót. Từ những gì mà người Thái đã làm trong quá khứ thì chúng ta có thể nói rằng họ đích thị là một kẻ hai mặt. Đối với người Thái, lợi ích quốc gia mới là thứ quan trọng nhất, còn chữ tín hay danh dự chả đáng một xu nào đâu các bạn ạ. Chính vì thế mà họ mới theo đuổi chính sách ngoại giao đúng kiểu ba phải ối giời ơi như thế. Cơ mà đây không phải là lý do duy nhất khiến cho người Thái xoay người Mỹ như trong chóng trong mối quan hệ song phương này đâu. Sau đây mình sẽ bật mí tiếp lý do thứ hai cho các bạn cùng rõ nhé. Mối quan hệ Mỹ-Thái không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Các bạn biết không, mặc dù là đồng môn thân cận của nhau nhưng trên thực tế mối quan hệ giữa Thái Lan và Hoa Kỳ không phải lúc nào cũng êm ấm hết cả đâu. Minh chứng là vào năm 2014, khi Thái Lan nổ ra cuộc đảo chính lật đổ nền dân chủ, người Thái bắt đầu chuyển sang chế độ độc tài quân sự. Chính sự tự tung tự tác này của họ đã khiến cho Washington giận dữ và quyết định trừng phạt cho đã cái nư. Vâng, đã nói là phải làm, rất nhanh sau đó Hoa Kỳ đã mạnh tay cắt giảm đến 4,7 triệu đô la chi phí tài trợ vũ khí cho Thái Lan. Tiếp đến là anh đại này còn hủy bỏ hàng loạt những cuộc tập trận quân sự chung giữa mình với Thái Lan để cho người Thái phải biết lễ độ. Mà chưa hết đâu, tất cả các chuyến thăm của sĩ quan quân đội Thái Lan đến Hoa Kỳ vào thời điểm đó cũng bị delete luôn. Thậm chí là Hoa Kỳ còn gửi tối hậu thư rằng nếu Thái Lan mà không quay trở lại chế độ dân chủ ấy thì họ sẽ còn mất nhiều hơn thế nữa. Úi dồi ôi, nói thế thì bác Mỹ không biết là người Thái là ai rồi, chẳng hề tỏ ra sợ sệt hay kiêng dè gì giáo. Thái Lan nhanh chóng quay sang định bợ Trung Quốc ngay. Người Mỹ không viện trợ vũ khí cho họ cũng chả sao, họ đặt mua hàng tá hàng nóng từ Trung Quốc với mức giá rẻ như cho cũng được. Kể sơ qua đảm bảo là các bạn phải hú hồn luôn là chỉ sau 3 năm bị Mỹ trừng phạt, Thái Lan đã đặt mua của Trung Quốc 49 xe tăng chiến đấu chủ lực, 3 tàu ngầm hải quân, hàng loạt xe bọc thép, radar định vị, tên lửa hành trình và vô số các loại đạn dược khí tài khác. Thậm chí, Bắc Kinh và Trung Quốc còn có kế hoạch mở các nhà máy sản xuất vũ khí thương mại cùng nhau trên lãnh thổ của mình. Thêm vào đó, người Thái còn cho phép người Trung Quốc xây dựng cơ sở tàu ngầm tại căn cứ hải quân trong nước để thu thập thông tin tình báo của đối thủ, bất chấp nơi đây hiện diện cả bến cảng hải quân của bố Mỹ. Mà còn nữa nhá, hàng năm Thái Lan tổ chức rất nhiều cuộc tập trận chung với Trung Quốc khiến cho anh Mỹ phải lo sốt vó luôn. Vì vậy, để không phải mất người tình không bao giờ cưới vào tay Trung Quốc, Mỹ đã ngưng chỉ trích chế độ độc tài của Thái Lan và gửi cho họ 4 trực thăng chiến đấu, 37 xe bọc thép, súng bắn cả đêm trả thủng luôn ấy. Hơn nữa là họ còn bán thêm cho Thái Lan 8 máy bay trực thăng tấn công nhanh như chớp, 50 tên lửa đạn đạo và hàng loạt các tên lửa dẫn đường tiên tiến khác với mức giá ưu đãi hú hồn để lấy lòng đồng minh vào năm 2019. Nhưng mà cho đến nay câu chuyện trên vẫn chưa được ngã ngũ trước thái độ ẫm ờ của Thái Lan. Quả là người Thái thứ gì cũng có, chỉ có liêm sỉ là không các bạn ạ. Nhưng mà nói gì thì nói ấy, mình cũng phải công nhận rằng cách ngoại giao của Thái Lan đúng là khôn hết phần thiên hạ. Vậy còn bạn nghĩ sao về cách đối nhân xử thế của nước này? Việt Nam chúng ta có nên bắt chước Thái Lan để nhận về vô số những món hời hay không? Hãy comment xuống dưới cho mình biết với nhé! Khi nhắc đến Thái Lan, chắc hẳn ai cũng nghĩ đến một đặc sản của đất nước này, đó là người chuyển giới. Không những thế, phẫu thuật chuyển đổi giới tính của Thái Lan đã phát triển vượt bậc và đi trước thế giới một quãng đường dài. Nhiều người ngoại quốc cũng sẽ tìm tới đây mỗi khi muốn sống thật với bản thân. Khi đến Thái Lan, bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng một nửa dân số nước này là người đồng tính và chuyển giới. Nếu không được kể, được kiểm tra một cách kỹ càng thì bạn không thể nào phát hiện ra giới tính thật của họ vì vẻ bề ngoài quá đỗi xinh đẹp. Sang đây du lịch mà muốn tán gái thì các anh cũng phải thật cẩn thận bởi vì rất là khó phân biệt được thật giả. Vậy thì tại sao đất nước Thái Lan lại có nhiều người thuộc giới tính thứ ba và đặc biệt là người chuyển giới tới vậy? Đằng sau vẻ đẹp của họ còn ẩn chứa những điều gì chưa được tiết lộ? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé! Nguyên nhân đầu tiên dẫn đến sự đông đảo người chuyển giới ở Thái Lan chính là văn hóa tôn trọng nữ giới ở nước này. Lý do lớn nhất cho sự đặc biệt này là vì văn hóa của Thái Lan rất coi trọng hạnh phúc và tự do cá nhân. Ở Thái Lan, người chuyển giới được đối xử giống như phụ nữ bình thường. Thêm nữa, văn hóa Thái Lan dựa trên nền tảng của xã hội mẫu hệ. So với các nền văn hóa coi đàn ông là trung tâm của hầu hết các nước trên thế giới, thì phụ nữ nơi đây lại được tôn trọng hơn. Việc thay đổi giới tính từ nam sang nữ không bị coi thường hay phân biệt đối xử. Đặc biệt ở Thái Lan, 80% phụ nữ tham gia tích cực các hoạt động kinh tế, xã hội. Kỹ thuật y khoa phát triển cũng góp phần vào việc tại sao nhiều người có thể được tái sinh ở Thái Lan đến thế. Không chỉ riêng người Thái mà người nước ngoài cũng đến đây để làm lại cuộc đời. Chính vì được tôn trọng nên người Thái rất tự tin thay đổi bản thân nếu muốn, và người ta không khó khăn để có cuộc sống mới sau khi đã thay đổi. Tại Pattaya, thành phố du lịch lớn nhất của Thái Lan, có một sân khấu dành riêng cho người chuyển giới. Địa điểm này rất nhộn nhịp, thu hút khách du lịch nước ngoài tò mò về buổi diễn và trở thành một trong những điểm phải đến hàng đầu khi đặt đến Thái Lan. Nhân vật hot nhất trong những show này chính là các vũ công chuyển giới, tự hào với vẻ ngoài xinh đẹp, giọng nói và thân hình thon thả. Những vũ công này đã biến thành những người phụ nữ hoàn hảo đến mức không thể tin được rằng họ từng là đàn ông trong quá khứ. Khách du lịch thường có phản hồi rất là tốt sau khi được mãn nhãn với các màn trình diễn độc đáo này. Ngoài ra, Thái Lan còn tổ chức hẳn một cuộc thi sắc đẹp dành riêng cho người chuyển giới mang tên Miss International Queen. Những cô gái chuyển giới xinh đẹp từ khắp nơi hội tụ về đây để tranh chiếc vương miện. Việt Nam từng có đại diện tham gia và đăng quang tại cuộc thi này vào năm 2018, đó là ca sĩ Hương Giang. Những người phụ nữ đặc biệt này đã và đang tham gia vào rất nhiều công việc. Họ thậm chí còn có nhiều cơ hội việc làm hơn đàn ông. Họ dần dần ảnh hưởng tích cực lên cách nhìn của xã hội về nhân cách của người chuyển giới. Thái Lan có rất nhiều đàn ông và phụ nữ đồng tính nhưng không chuyển giới. Họ chỉ ăn mặc và cư xử theo giới tính thật. Nhiều khu vực ở trên đất nước này nắm bắt được nhu cầu của tuýp người này nên xây hẳn nhà vệ sinh riêng cho họ. Chính những ưu đãi và đặc quyền như vậy nên người chuyển giới nơi đây mới nhiều, và người ta cũng không ngần ngại sống thật với chính mình. Họ không lo lắng nhiều về cái nhìn của xã hội dành cho mình sau này. Nguyên nhân thứ hai là đàn ông ở đất nước này tìm kiếm sự đổi đời thông qua chuyển giới. Vì xã hội thoáng và tạo nhiều cơ hội cho những người chuyển giới nên đàn ông muốn thay đổi giới tính để làm giàu. Ở Thái Lan có một thực tế nghiệt ngã là khoảng cách giàu nghèo vô cùng lớn. Nhiều người đã không thể lo nổi cho gia đình của họ, không thể nuôi chính bản thân mình, chứ đừng nói là nuôi con tốn kém. Nhiều gia đình đã không thể tự nuôi nổi con trai của mình. Và vì thế, để có một cuộc sống tốt hơn, nhiều cậu bé đã chọn con đường chuyển giới. Bởi lẽ người chuyển giới ở Thái Lan rất có giá và có thể kiếm được tiền tốt hơn nhiều so với việc họ là thân phận đàn ông. Bằng cách này, các gia đình có thể giải quyết được khủng hoảng kinh tế. Tuy nhiên, người chuyển giới ở nước này có thể làm việc, kiếm tiền mà chưa cần phẫu thuật chuyển giới ngay. Họ được đào tạo có năng lực từ khi còn nhỏ. Họ phải học tư thế, dáng đi, điệu bộ của phụ nữ, thậm chí là tôn chỉ đề ra là họ phải là phụ nữ hơn cả phụ nữ. Thông qua sự đào tạo, họ thực sự là những người chuyển giới có trình độ cao. Sau khi chuyển giới, họ không thể sống như một người phụ nữ ngay lập tức. Họ vẫn có những yếu tố của nam giới và chúng vẫn phát triển. Để ngăn chặn điều đó, họ phải uống một số loại thuốc. Tất nhiên, chúng ta biết rằng là những loại thuốc này thì gây ức chế sự phát triển của cơ thể, gây hại cho sức khỏe. Nhưng mà không còn cách nào khác. Họ bắt buộc phải uống nếu muốn trở thành con gái thực sự. Và đi kèm với đó là những hậu quả, họ sẽ có khả năng bị bệnh, sức đề kháng của cơ thể giảm sút, tuổi thọ cũng không được dài lâu. Để có thể kiếm tiền nuôi cả nhà, ngay cả khi họ không sống lâu, họ cũng không ngần ngại. Xã hội Thái Lan đã rất bao dung với họ, vì vậy họ không còn bị phân biệt đối xử như trước đây. Người chuyển giới có thể tự do đi lại nơi công cộng mà không bị gièm pha, chế giễu. Nếu nhìn thấy một cô gái Thái cao và xinh đẹp trên đường phố hoặc ở nơi công cộng với giọng nói khan đặc, thì đó là người chuyển giới. Không phải tất cả những người chuyển giới ở Thái Lan đều là con của các gia đình nghèo. Một số người là do tự nguyện và sự lựa chọn của họ, bởi vì họ cảm thấy mình rất là giỏi khi trở thành người chuyển giới. Họ có khả năng trình diễn, có cơ hội trở thành ngôi sao nếu là thân phận phụ nữ. Cũng bởi vậy mà có rất nhiều bộ phim Thái Lan nổi tiếng có diễn viên là người chuyển giới đóng. Với ước muốn được thay đổi số phận, trở nên giàu có hơn, nổi tiếng hơn như vậy, họ sẵn sàng tự lựa chọn lại giới tính cho mình. Lý do tại sao những người chuyển giới Thái Lan nổi tiếng? Bởi vì những người chuyển giới đã thúc đẩy ngành du lịch của Thái Lan và đóng góp một vai trò to lớn trong sự phát triển kinh tế của nước này. Mỗi năm, những người chuyển giới đã kiếm được rất nhiều ngoại hối cho Thái Lan, vì vậy họ cũng được hỗ trợ bởi các chính sách riêng. Tuy nhiên, tuổi thọ của những người chuyển giới khá ngắn ngủi. Ngoài ra, ít ai biết được nỗi buồn sâu thẳm mà họ phải một mình chịu đựng. Nguyên nhân thứ ba là chính sách miễn nghĩa vụ quân sự ở nước này. Thái Lan là quốc gia có chế độ quân dịch nên bất cứ nam giới nào đủ 21 tuổi đều phải nhập ngũ. Do đó, dù bạn đã phẫu thuật chuyển giới thì vẫn phải tham gia kiểm tra sức khỏe nếu trên giấy tờ giới tính là nam. Tuy nhiên, chỉ việc có mặt là bắt buộc, còn lại những người chuyển giới đều được miễn nghĩa vụ quân sự. Ngoài ra, nếu chứng minh được rằng bạn đã sống như một người phụ nữ trong một thời gian dài, cũng gần như là được miễn nghĩa vụ này. Lý do tại sao Thái Lan dễ dàng trong việc miễn nhập ngũ là vì số lượng người được triệu tập thường nhiều gấp 3 lần số tân binh mà quân đội có thể tiếp nhận. Sau khi đã tuyển hết những người tự nguyện nhập ngũ, nếu vẫn không đáp ứng được số lượng, họ sẽ tuyển thêm bằng cách bốc thăm. Không chỉ những người tuyển giới, mà những cá nhân đang có đóng góp lớn cho đất nước cũng sẽ được miễn triệu. Trên thực tế thì hai gương mặt gốc Thái Lan là Bam Bam, God7 và Nikhun, 2PM đã được phép tiếp tục sự nghiệp ca sĩ tại Hàn Quốc cũng nhờ vào những chính sách miễn nghĩa vụ quân sự đặc biệt này. Trên thực tế thì những người chuyển giới là những người làm việc rất chăm chỉ, dũng cảm, thay đổi vận mệnh của mình để được sống đúng với giới tính của mình. Họ là những người đáng được tôn trọng. Những người chuyển giới hàng đầu chủ yếu tham gia vào lĩnh vực ca sĩ, diễn viên, công chức chính phủ, nhà thiết kế thời trang, nghệ sĩ trang điểm, vân vân. Mọi người chắc hẳn là sẽ nghĩ đằng sau vẻ ngoài quyến rũ của những người chuyển giới, họ sẽ phải sống một cuộc đời đau đớn, khổ cực. Nếu yêu ai đó, họ cũng không dám đối diện với người kia bằng sự thật về bản thân mình. Không những thế thì tuổi thọ lại còn bị giảm đi. Nhưng miễn là họ làm việc chăm chỉ, thay đổi được vận mệnh của mình một cách chính đáng, họ vẫn là những người vô cùng đáng kính. Và nếu một lúc nào đó bạn vô tình gặp một người chuyển giới, đừng nhìn họ bằng ánh mắt của sự kỳ thị. Hãy đối xử với họ tử tế và chân thành. Video đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn đã xem nhé. Và nhớ làm like, nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo khi có video mới nhất từ bọn mình nhé.